Thần núi đóng giả làm ông lão bị thương, được Dông giúp đỡ. Biết Dông muốn đi diệt quỷ cứu anh trai, cảm động trước lòng quyết tâm và thương anh của Dông, thần núi cho Dông một hạt giống để trồng và chăm sóc, hẹn ngày cây lớn sẽ giúp Dông. Không còn cách nào khác, Dông liền nghe lời thần núi. Mày cố gắng nảy mầm rồi thạch cây cao thật cao, để tao còn đi cứu anh trai nha. Giờ mình đi nghỉ ngơi, để lát xuống núi gánh nước lên tưới. Lâu rồi mình không được nghe tiếng sáo của anh Pha. Ê, mày ra đào đất, lấy hạt giống lên. Con quả kia, sao mày cướp hạt giống của tao? Mình ngụy trang như vậy, chắc không ai biết đâu. Thôi, phải đi lấy nước về tưới mới được. Mình phải cố lên, không được nản lòng. Anh Pha đang đợi mình đến cứu. May quá, chỗ mình gieo hạt vẫn còn nguyên. Nảy mầm rồi. Ta không thèm phá ngươi đó chứ. Để ta xem cái cây ngươi trồng sẽ làm được chuyện gì. Dông không quản mệt nhọc, nghe lời thần núi, ngày ngày gánh nước tưới cây đủ 7 lần. Cái cây này thật không phụ công mình gánh nước từ sáng đến đêm. Cái cây ngày càng lớn, càng cần nhiều nước hơn. Để xem ngươi đủ sức gùi nước cả ngày không.